Ôi trời ơi, hai đứa đang ngồi lên tôi rồi, cứu tôi với. Hau dè tóc mẹ rồi. Con ơi nhường em. Ui rồi hai chị em đánh nhau rồi. Em cậu rồi. Con mà dám như vậy mẹ gãy lưng sao? Mẹ gãy lưng là thôi nhá, từ mai không ai nuôi nữa nhá. Không được đạp em. Thế là xấu đấy con ơi. Đây nước bọt rồi. Lau đi giúp mẹ nào. Come.
nhân. Okay.